tháng 11 hàng năm như một lời nhắc nhở với mỗi người Kitô hữu chúng ta về lòng hiếu kính đối với những người thân yêu đã ra đi trước chúng ta. Giáo hội dành riêng tháng 11 để cầu nguyện cho các đẳng linh hồn. Linh hồn quý đấng bậc trong giáo hội, linh hồn ông bà tổ tiên, những người thân của chúng ta. Đây cũng là một dịp, một mốc thời gian giúp mỗi người Kitô hữu chúng ta suy tư về cùng đích của cuộc đời, nghĩ về cái chết của những người đã ra đi trước chúng ta, tin tưởng vào Đức Kitô phục sinh. Chúng ta tin rằng chết không phải là hết, nhưng là bước khởi đầu cho cuộc sống mới trong nước Chúa. Đức tin dạy chúng ta rằng đằng sau cuộc đời là phần thưởng cho những người công chính, là hạnh phúc vinh quang cho những người thánh thiện. Kính thưa cộng đoàn, mỗi độ bước vào tháng 11 như một điểm hẹn hàng năm, các linh mục, nam nữ tu sĩ, những người con trong đại gia đình giáo phận lại được trở về vườn thánh đồng giới, nơi an nghỉ của các đấng bậc trong giáo phận, để hiệp dâng thánh lễ, cảm tạ Thiên Chúa, tri ân quý đấng bậc, những người đã dành cả cuộc đời để phục vụ và xây dựng giáo phận Hải Phòng thân yêu. Trong niềm tin tưởng vào Đức Giê-xu được phục sinh từ trong cõi chết và trong mầu nhiệm các thánh cùng thông công, hôm nay cùng với Đức Cha giáo phận, quý cha, bà con giáo dân trong và ngoài giáo phận cùng hiệp dâng thánh lễ cầu cho các ngài. Xin lòng thương xót của Chúa đoái thương tha thứ và đón nhận các ngài vào hưởng nhan thánh Chúa. Với tất cả những tâm tình đó, kính mời cộng đoàn đứng. Đoàn đồng tế xin được bắt đầu. Xin mời ca đoàn hát ca nhập lễ. Nhân Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em.
Trọng kính cha tổng đại diện, kính thưa quý cha cố, quý cha hạt trường, quý cha, quý tu sĩ nam nữ chúng sinh và toàn thể anh chị em thân mến. Trong tháng 11, chúng ta sống trong truyền thống của giáo hội, sống mầu nhiệm các thánh thông công. Chúng ta có một ngày để mừng kính những người tín hữu đã ra đi và được hưởng vinh quang Chúa. Có những người chúng ta biết được và có những người chúng ta không biết được thân phận như thế nào. Và giáo hội cũng dành riêng có những ngày để cũng cầu nguyện cho những anh chị em tín hữu đã ra đi, nhưng chỉ có Chúa mới biết thân phận của họ như thế nào. Và chúng ta là những người còn sống, chúng ta hiệp thông cầu nguyện để xin Chúa tha thứ bớt tội lỗi của các ngài. Những người đã ra đi có ông bà cha mẹ anh chị em chúng ta, và cách riêng trong giáo phận chúng ta cầu nguyện cho các đấng bậc, các đấng giám mục, các linh mục, các tu sĩ nam nữ chúng sinh, những người đã hy sinh cả cuộc đời để phục vụ cho dân Chúa trên miền đất Hải Phòng này. Giáo phận chúng ta còn có được ngày hôm nay là nhờ biết bao đấng bậc đã phải hy sinh rất nhiều. Và những cái gian khó đó ngày nay chúng ta không còn gặp nữa, nhưng các ngài đã phải trả giá bằng những hy sinh, mồ hôi nước mắt và chính mạng sống của mình. Trong tâm tình của những người con cái trong giáo phận, chúng ta ăn quả như kẻ trồng cây. Chúng ta cảm ơn Chúa đã ban cho chúng ta những vị mục tử như lòng Chúa mong ước. Trong số các vị, có những vị đã được hiển thánh bên cung lòng của Chúa, và có thể có những vị còn đang đền tội nơi lửa luyện ngục. Xin Chúa, vì lời cầu nguyện của dân Chúa thuộc giáo phận Hải Phòng này, xin tha thứ tội lỗi cho các ngài và chóng đưa các ngài về hưởng vinh quang muôn đời. Trong tâm tình đó, chúng ta cùng dục lòng ăn năn thống hối mọi tội lỗi thiếu sót, xin Chúa tha thứ để xứng đáng tham dự vào cử hành thánh lễ. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, phạm tôi nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa vì to thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa có mở lượng nhân từ, các tín hữu mới được nghỉ ngơi bên Chúa. Xin tha thứ cho những người con cái của Chúa là các đức giám mục, các linh mục, các tu sĩ nam nữ chúng sinh trong giáo phận của chúng con, cùng mọi kẻ tin vào Đức Kitô mà nay đã qua đời. Xin cho họ được thoát vòng tội lỗi và được cùng người sống lại hiền vinh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Lời Chúa trong sách Gia-cóp.
Bấy giờ ông Gia-cóp lên tiếng nói: "Ôi, những lời tôi nói đây phải chi có người ghi vào sách, có người đục bằng sắt, chám bằng chì, tạc vào đá cho đến muôn đời. Tôi biết rằng đấng bênh vực tôi vẫn sống, và sau cùng người sẽ đứng lên trên cõi đất. Sau khi da tôi bị tiêu hủy, thì với tấm thân tôi sẽ được nhìn ngắm Thiên Chúa. Chính tôi sẽ được nhìn ngắm người, đấng mắt tôi nhìn thấy không phải người xa lạ." Đó là lời Chúa. Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, chúng ta sẽ không phải thất vọng, vì Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta. Quả vậy, khi chúng ta không có sức làm gì được, vì còn là hạng người vô đạo, thì theo đúng kỳ hạn, Đức Kitô đã chết vì chúng ta. Hầu như không ai chết vì người công chính. Họa may có ai dám chết vì một người lương thiện chăng? Thế mà Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi. Đó là bằng chứng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Phương chi bây giờ chúng ta đã được nên công chính nhờ máu Đức Kitô đổ ra, hẳn chúng ta sẽ được Người cứu khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu ngay khi chúng ta còn thù nghịch với Thiên Chúa, Thiên Chúa đã để cho Con của Người phải chết mà cho chúng ta được hòa giải với Người. Phương chi bây giờ chúng ta đã được hòa giải rồi, hẳn chúng ta sẽ được cứu nhờ sự sống của Người Con ấy. Nhưng không phải chỉ có thế,
chúng ta còn có Thiên Chúa là niềm tự hào. Nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, đấng nay đã hòa giải chúng ta với Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Xin cộng đoàn đáp và ở cùng Thầy. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng Thầy. Tin Chúa Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: Tất cả những người Chúa Cha ban tôi sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi sẽ không loại ra ngoài. Vì tôi từ trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý đấng đã sai tôi. Mà ý của đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ đã tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người và tin vào người con thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta hiện diện ở nơi nghĩa trang của các linh mục, của anh chị em tín hữu ở tại Đồng Giới, để dâng thân lễ cầu nguyện cho các đấng bậc đã từng sống, làm việc ở trên mảnh đất Hải Phòng này. Khi chúng ta cầu nguyện cho các ngài, chúng ta nghĩ đến điều gì? Nếu không phải là cái niềm hy vọng mà chính Chúa Giêsu đã dạy cho chúng ta. Anh chị em để ý trong cuộc sống của mình, khi người ta quan sát mình thì người ta thấy cái gì? Người ta thấy mình qua những dáng vẻ bên ngoài. Người đó tốt, người đó giỏi, người đó thông minh, người đó mạnh mẽ, người đó quảng đại. Anh chị em có thường thấy cái yếu đuối của người bên cạnh mình không? Nhiều khi cái yếu đuối của người bên cạnh chúng ta không biết. Và ngay cả cái yếu đuối của mình cũng cố gắng để mà che giấu. Nhưng Thiên Chúa thì Ngài thấy rõ tất cả mọi sự. Ngài thấy được cái điểm mạnh của chúng ta. Và Ngài cũng thấy được cái điểm yếu của chúng ta. Nhưng Thiên Chúa không phải như là những người sống chung quanh chúng ta. Những người thân, những người sống chung quanh mình, họ biết những điểm yếu của mình để họ chê bai khích bác. Nhưng còn chính Thiên Chúa, Chúa biết mình yếu ở điểm nào để Ngài nâng đỡ, đồng hành chúng ta. Cho nên Thánh Phaolô ở trong thư Roma, khi Ngài suy nghĩ về cái mầu nhiệm của Đức Kitô xuống thế làm người và cứu chuộc người tội lỗi, thì Ngài nói như chúng ta nghe
ở trong bài đọc thứ hai. Không có ai dám chết cho người công chính. Họa lắm mới có kẻ dám hy sinh vì một người lương thiện. Nhưng Đức Kitô theo kỳ hẹn, Ngài đã chết vì chúng ta. Trong khi chúng ta là những người tội lỗi, chúng ta không thể làm gì để tự cứu lấy mình. Thì con Thiên Chúa đã chấp nhận cái chết trên thập giá để cứu chuộc chúng ta. Và như Thánh Gioan tông đồ trong sách Khải Huyền, Ngài nói, chúng ta là những người giặt cái áo của mình trong máu của chiên con. Chính niềm tin vào Đức Giêsu Kitô, gắn bó với Ngài, sống theo lời Ngài, lãnh nhận bí tích thánh thể, tham dự bí tích thánh thể, chúng ta được nhấn chìm trong tình yêu của Ngài. Và vì thế, dẫu cho con người có tội lỗi cũng trở nên trắng như tuyết. Ngay cả những con người yếu đuối cũng trở nên mạnh mẽ. Và chính Chúa, Ngài thấy rõ tất cả mọi cố gắng, nỗ lực của con người chúng ta. Và chính Chúa bảo đảm cái sự sống đời đời cho chúng ta. Trên trong bài tin mừng, anh em thấy Chúa Giêsu nói, những ai đến với ta thì được cha ta hướng dẫn. Và những ai mà được Chúa Cha trao phó cho ta thì ta không để mất bao giờ. Bởi vì sao? Bởi vì thịt ta thật là của ăn và máu ta thật là của uống. Và Ngài bảo, ai ăn mình và uống máu con người thì có được sự sống đời đời, và cha ta sẽ cho người đó được sống lại trong ngày sau hết. Anh chị em cứ nghĩ về cái đời sống của mỗi người mình. Chúng ta tin vào Chúa, chúng ta yêu mến và chúng ta thực thi ý Ngài. Và anh chị em thấy, đâu phải chỉ khi nào mình mạnh mẽ, mình tin một cách mạnh mẽ, mình mới yêu mến Chúa đâu. Ngay cả khi chúng ta phạm tội, thì anh chị em để ý coi, mình vẫn yêu mến Chúa. Nhưng cái sự yếu đuối nó lớn hơn tình yêu của chúng ta. Anh chị em hiểu không? Không phải khi tôi phạm tội là tôi không yêu mến Chúa nữa. Không phải. Chúng ta vẫn yêu mến. Nhưng mà cái cám dỗ đó, cái sự yếu đuối đó, nó lớn hơn cái tình yêu của chúng ta. Ví dụ, anh chị em có nhớ cái câu chuyện mà Chúa Giêsu cầu nguyện trong vườn cây dâu không? Có nhớ Chúa Giêsu cầu nguyện trong vườn cây dâu? Sau bữa tiệc ly, Ngài đưa các môn đệ vào vườn ô liu để cầu nguyện. Và Ngài đưa riêng ba người mà Ngài tin tưởng nhất, Phêrô, Gioan và Giacôbê, đi vào sâu hơn gần nơi Ngài cầu nguyện. Và Ngài nói với các ngài cái gì? Các con ở đây thức với Thầy. Hãy cầu nguyện. Cái tinh thần thì mạnh mẽ, nhưng mà xác thịt thì yếu đuối. Và các môn đệ cũng hiểu, Thầy đã nói với mình những lời trong bữa tiệc ly. Cái cách của Thầy đi vào vườn cây dâu, thì các môn đệ hiểu đây là một cái giờ quan trọng mà Thầy đang cần sự hiện diện cũng như sự tỉnh thức của mình. Các ngài biết chứ. Nhưng mà sau khi Chúa Giêsu cầu nguyện cái giờ thứ nhất, Ngài ra chỗ các môn đệ thì thấy các ngài làm gì? Các ngài đang cầu nguyện một cách say đắm. Thì Chúa mới đánh thức dậy và Chúa bảo, giờ này mà các con còn ngủ được à? Hãy thức và cầu nguyện với Thầy. Ngài không nói ra, nhưng mà phải hiểu Thầy đang cần chúng con.
đang cần cái sự tỉnh thức, cái sự liên đới của chúng con. Cái tinh thần thì mạnh mẽ, nhưng xác thịt thì yếu đuối. Và Chúa đi vào cầu nguyện cái lần thứ hai. Và khi trở lại, Chúa thấy cái gì? Chúa không muốn gọi nữa mà. Đã nhắc nhở kỹ như thế, mà Chúa cũng không muốn gọi nữa. Thấy các ngài đang ngủ say, Chúa vào cầu nguyện lần thứ ba. Và khi các ngài, khi Chúa Giêsu trở ra thì ngài nói sao? Thôi các con cứ ngủ nữa đi. Nếu các con không có chia sẻ được với thầy thì cũng không sao. Thầy có thể chịu được mà. Thôi cứ ngủ nữa đi. Bởi vì cái giờ đã đến rồi. Và lúc đó thì quân dữ đã kéo đến và các ngài không ngủ nổi nữa. Hoặc là khi Chúa Giêsu nói với Phêrô, đêm nay trước khi gà gáy lần thứ hai thì con chối thầy ba lần. Thì Phêrô nói sao? Dạ thưa thầy, không. Dẫu cho tất cả mọi người này có bỏ thầy thì con không bao giờ. Ngày xác tín là ngày yêu mến Chúa Giêsu, sẵn sàng hy sinh tính mạng vì thầy. Và rồi ở trong sân thầy cả thượng tế, Phêrô chối Chúa một lần, hai lần, và đến lần thứ ba ông nghe tiếng gà gáy và ông nhìn Chúa Giêsu, thì lúc đó Chúa Giêsu quay lại nhìn ông ta. Chúa biết không? Chúa biết. Và như ở trong Tin Mừng Gioan chương 13 câu 1, con nói rõ, Chúa Giêsu đã yêu mến các môn đệ và ngài yêu mến họ đến cùng. Riscobu, đến tận cùng. Nghĩa là gì? Ngài yêu mến dẫu cho cái sự yếu đuối, dẫu cho cái sự bất xứng, dẫu cho cái sự thiếu hiểu biết. Và Chúa bao bọc cái người môn đệ trong vòng tay yêu thương của ngài. Vì thế, khi chúng ta cầu nguyện cho những người đã khuất, chúng ta thấy có những người ở trong những hoàn cảnh mà chúng ta nghĩ có lẽ là tiêu rồi. Nó đâu có kịp ăn năn. Nó đâu có kịp, đâu có bày tỏ gì cái lòng thống hối. Nhưng mà chúng ta có quyền để bảo là họ không còn hy vọng không? Đâu có được. Chúng ta vẫn tiếp tục hy vọng bởi vì họ đã tin vào Chúa Giêsu. Và chính cái lòng tin đó giúp cho họ có cái cơ hội để trở lại với Chúa vào một lúc nào đó. Chính Chúa Giêsu nói rõ mà. Những ai mà Chúa Cha trao ban cho ta thì ta không để mất một người nào. Và vì thế chúng ta hiểu là ngay cả có những trường hợp mà chúng ta thấy khó có thể tiếp tục hy vọng thì chúng ta vẫn tiếp tục hy vọng, bởi vì tình thương và quyền năng của Chúa vượt lên trên sự hiểu biết của chúng ta. Đó là thái độ của Đức Mẹ Maria khi đứng dưới chân thập giá. Khi thấy người lính cầm lưỡi đồng đâm thủng cặn xương, máu cùng nước chảy ra, nghĩa là bể trái tim rồi. Mà con người bể trái tim làm sao hy vọng mà còn sống? Thế nhưng mẹ vẫn tiếp tục hy vọng. Bởi vì mẹ hy vọng mà mẹ tiếp tục nâng đỡ các tông đồ ở tại nhà tiệc lý. Và nhờ đó, khi Chúa Giêsu sống lại, ngài hiện ra với các tông đồ và tiếp tục nuôi dưỡng lòng tin của các ngài. Cho nên chúng ta là những người con cái Chúa. Chúng ta tin vào Chúa, yêu mến ngài và chúng ta cậy trông vào ngài. Cái niềm hy vọng không ai có thể dập tắt được, bởi vì chính Chúa Giêsu yêu mến, nâng đỡ và bảo đảm cho chúng ta. Với niềm hy vọng đó, chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho những người đã khuất.
cho ông bà cha mẹ và cách riêng trong thánh lễ hôm nay, cầu nguyện cho các đấng bậc. Xin Chúa chúc lành cho các ngài và thương đưa các ngài về hưởng hạnh phúc muôn đời, như lời của người chủ nói với người đầy tớ: hỡi đầy tớ tốt lành, hãy vào và hưởng sự vui mừng của chủ ngươi. Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Anh chị em thân mến, Đức Kitô chính là sự sống lại và là sự sống. Ai tin người thì dù có chết cũng sẽ được sống. Và những ai sống và tin vào người thì sẽ cùng được phục sinh với người. Với niềm tin tưởng và hy vọng vào đời sống đời đời, chúng ta cùng dâng lời cầu xin. Chúa nói: ta là sự sống lại và là sự sống. Chúng ta cùng cầu cho các vị mục tử trong hội thánh luôn hăng hái nhiệt thành và có những phương thế hữu hiệu để loan báo mầu nhiệm Đức Kitô phục sinh, là nguồn hy vọng cho toàn thể nhân loại trong thế giới hôm nay. Trong nhà cha thầy có nhiều chỗ ở, xin cho các vị chủ chăn đã từng phục vụ trong giáo phận chúng ta mà nay đã qua đời, xưa các ngài đã trung thành tận tụy chăm sóc đoàn chiên Chúa trao, thì hôm nay được ánh sáng phục sinh của Đức Kitô chiếu rọi, hầu được về đoàn tụ với các thánh trên trời. Tất cả những ai thấy người con và tin vào người con thì được sống muôn đời. Chúng ta cầu xin cho mọi tín hữu đã qua đời, trong đó có thân nhân, ân nhân và bạn hữu của chúng ta, được Chúa thương thanh tẩy mọi lỗi lầm và đón nhận vào nước trời hưởng vinh quang bất diệt cùng các thánh. Nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng cùng sống với người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn khi tưởng nhớ các tín hữu đã ly trần, cũng nhận ra thực trạng đời mình để luôn trung thành theo bước Đức Kitô ở đời này, hầu ngày sau được hạnh phúc với người ở cõi phúc đời đời. Xin Chúa nâng lời chúng. Lạy Cha là Thiên Chúa hằng sống, Cha đã thương ban sự sống và hứa ban phúc trường sinh cho tất cả những ai đặt trọn niềm tin tưởng nơi Cha. Xin nhận lời chúng con tha thiết cầu nguyện và giúp chúng con trong cuộc đời lữ hành trần thế luôn biết hướng lòng về quê trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Trong tâm bánh rượu nhỏ
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, đây là lễ tế đem ơn giải thoát cho muôn người. Chúng con xin thành khẩn dâng lên để cầu cho các tín hữu Chúa được an nghỉ. Xin Chúa vui lòng chấp nhận và cho họ hưởng vinh phúc muôn đời cùng với những người Chúa cứu chuộc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì một mình người đã chịu chết để chúng con khỏi phải chết. Hơn nữa một mình người đã vui lòng chịu chết để chúng con được sống luôn mãi cho Chúa. Vì thế hiệp với đoàn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng... Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bát tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con đoan truyền Chúa chịu trên và tuyên xưng Chúa sống lại.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong Đức Mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Vinh Sơn chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là các đấng các bậc trong giáo phận chúng con, mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những ai đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa có nhớ đến anh chị em chúng con đang ngăn nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người đã qua đời là các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bản trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lên Chúa cứu thế và theo thế thức người dậy, chúng ta dám nguyện ra. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện thành Cha cả sao, xin Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đối thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Cho nhau. Lạy Thiên Thiên Chúa, Oh,
Đây chiên Thiên Chúa để đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Nếu hạt lúa bị rơi xuống đất không chết đi, không thôi đi, thì nó chỉ trơ trôi một mình thôi. Và nếu hạt lúa bị rơi xuống đất mà chết đi và thôi đi, thì nó sẽ sinh ra nhiều bông Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận bí tích thánh thể là nguồn ơn cứu độ muôn đời. Cúi xin Chúa từ bi nhân hậu hằng phù trợ chúng con là những người còn sống và ban ơn tha thứ cho những anh chị em tín hữu đã ly trần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, khi an nghỉ trong mộ 3 ngày, Chúa đã thánh hóa phần mộ của mọi người tin vào Chúa, để khi dùng chôn cất thân xác, các phần mộ làm gia tăng niềm hy vọng sống lại. Xin Chúa thương cho các tôi tớ Chúa được nghỉ yên trong các ngôi mộ này, cho tới khi Chúa là sự sống lại và là sự sống, chiếu sáng làm cho tôi tớ Chúa được phục sinh. Và trong ánh quang chiếu tỏa từ tôn nhan Chúa, tôi tớ Chúa được nhìn thấy ánh sáng vĩnh cửu trên trời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Chúa chấm tội nào ai rối đường, bởi Chúa hằng có lòng lành. Cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Vì đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân nơi Chúa trời đêm ngày hãy trông cậy người cho liên. Vì người dân nhân lành hay thương vô cùng sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm dân người thay thế. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy ơn Đức Chúa Trời, chỉ một lòng thương xót tha thứ liền mãi, chúng con sập mình kêu xin Chúa cho linh linh đã bạn các linh hồn đã qua đời. Xin Chúa chớ để các linh hồn ấy phải tay ma quỷ, đừng quên các linh hồn ấy đời đời. Một thiên thánh thiên thần nhận lấy đưa lên thiên đàng, để cho những linh hồn khi sống đã tin cậy Chúa, thì khi chết khỏi phải xương lửa hóa ngục được lên thiên đàng, hưởng phúc vui vẻ vô cùng. Vì Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Xưa bởi trời mà xuống thế gian 33 năm, cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được rồi, thì nay chúng con xin Chúa rất nhân lành vô cùng tha phần phạt cho các linh hồn đã cầu nguyện hôm nay hoặc còn giam nơi lửa luyện tội, thì xin mở cửa tù ra ấy cho ra, mà đem đến chốn hưởng mọi sự vui thật là nước thiên đàng. Vì Đức Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Thay mặt cho giáo phận, xin chân thành cảm ơn cha sở trang quan đồng giới, quý chức và quý anh chị em trong giáo xứ trang quan đồng giới đã chuẩn bị cho thánh lễ cầu nguyện cho các đấng bậc hôm nay rất là đẹp đẽ và ấm cúng. Và hy vọng là anh chị em đã chuẩn bị đẹp đẽ như thế này thì trong suốt tuần đầu của tháng 11 thì chắc cha sở cũng dâng lễ ở đây chứ hả, có không? Chứ còn cái cảnh anh chị em đã chuẩn bị như thế này thì rất là đẹp. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn cha, quý chức và tất cả anh chị em nhé.
chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho những người đã khuất và cắt riêng, cho các đấng bậc là những người đã hy sinh cả cuộc đời cho giáo phận và cho đức tin của từng người chúng ta hôm nay. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy chúc tụng danh Chúa. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Ơn Chúa. Bao linh hồn đơn đau còn rên xiên lời thăm dò, luôn theo cầu đến mẹ dù thương xin Chúa nhân từ, xóa hết mọi lỗi lầm lì vương nơi chúng gian trường, với xác thân yêu hẹn nhờ tình Chúa rửa sạch trong nguyên mẹ tứ hai, xin Chúa thương tha bao lỗi lầm, giơ tay đón nhận những linh hồn ở nơi vực sâu, nguyên mẹ cầu giúp xin Chúa cho vui hưởng thánh nhân. Rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh Hiền Vinh Sáng Lạc. Lạy trái tim rất thánh Đức Chúa Giêsu. Lạy trái tim cử thánh cử tình rất thánh Đức Bà Maria. Lạy ông thánh Giuse là bạn thánh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. Lạy cơ thánh từ đạo Việt Nam, nữ vương ban sự bình an, nhân linh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.